Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Kỷ luật con, nương trên Kinh Thánh Châm ngôn chương 22, câu 6 và câu 15. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Câu gốc của bài học là: sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Châm ngôn chương 22 câu 15. Câu hỏi suy ngẫm, cụm từ roi răng phạt có ý nghĩa gì? Kỷ luật ảnh hưởng thế nào đối với con? Là con, chúng ta nên có thái độ ra sao khi cha mẹ xử phạt? Làm cha mẹ, chúng ta nên kỷ luật con thế nào? Kính thưa quý vị, châm ngôn chương 22 câu 15 được liên kết với câu 6 trước đó. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Dù đã được dạy dỗ từ thuở còn thơ, nhưng con trẻ không tránh khỏi sai phạm. Cha mẹ nào cũng dạy con tránh xa tội lỗi, nhưng chúng luôn có xu hướng làm những việc điên rồ, ngu dại, trong tuổi hiếu động, thiếu suy nghĩ. Lời Chúa dạy, cha mẹ dùng roi răng phạt, không mang ý nghĩa hành hại, làm con đau đớn thể xác, tổn thương tinh thần, nhưng mang ý nghĩa nghiêm khắc trong kỷ luật với con. Những hành động vi phạm điều răn Chúa, ngược với đạo đức Cơ Đốc, cha mẹ cần phải nghiêm khắc dạy con từ bỏ, tránh xa. Nếu cha mẹ kỷ luật không nghiêm và không đúng lúc, thì thói hư tật xấu sẽ bám chặt hay buộc vào lòng con trẻ. Ngược lại, cha mẹ kỷ luật đúng lúc, đúng cách, thì con trẻ sẽ biết lỗi, sửa sai, quay về đường ngay, lẽ phải. Kỷ luật đúng đắn trang bị cho con trẻ từng bước sống đúng lời Chúa, khi lớn lên sẽ trở thành những người nam nữ hữu ích cho Chúa. Ngày nay xã hội nghiêm cấm không đánh con vì có nhiều đứa trẻ bị bạo hành trong gia đình khi có những người cha người mẹ thiếu kiến thức, tâm lý dạy con hoặc nóng nảy dẫn đến làm tổn thương về thể xác và tinh thần của con. Nhưng không có nghĩa là cha mẹ thoái thác hay lơ là trong việc dạy con. Chúa trao trọng trách nuôi dạy con cái cho cha mẹ, nên việc kỷ luật con luôn là điều quan trọng. Đừng vì những khó khăn trong trách nhiệm của mình khi phải chiến đấu với tính ngoan cố, bướng bỉnh, chống đối của nhiều đứa con ngỗ nghịch mà bỏ bê sửa phạt con. Cha mẹ vừa phải kiên trì dạy con trừ bỏ những thói hư tật xấu, vừa phải nuôi dưỡng tính thiện lành của con bằng lời Chúa. Thương con phải kỷ luật con như lời châm ngôn đã dạy. Người nào kiêng roi vọt là ghét con cái mình, nhưng ai thương con sẽ sớm lo sửa dạy nó. Châm ngôn chương 13 câu 24, bản truyền thống Hiệu Đính. Không kỷ luật nghiêm khắc và nuông chiều con trẻ sẽ dễ dẫn con đến phạm tội với Chúa, với người. Làm con phải hiểu rằng vì thương con, cha mẹ mới kỷ luật. Khi cha mẹ kỷ luật mình một roi, mình đau một, cha mẹ đau bội phần. Làm cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, hãy can đảm kỷ luật con trong yêu thương, vì nếu nuông chiều, con sẽ hư, dẫn đến làm hại bản thân con, gia đình, xã hội và cả hội thánh Chúa. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban lời Chúa, giúp con, dạy con cháu đi theo đường lối Ngài. Xin cho con khôn ngoan trong việc dạy dỗ, kỷ luật con cái. Xin cho con cái con biết vâng lời cha mẹ, từ bỏ những điều sai trật và sống đẹp lòng Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có nghiêm khắc và kỷ luật đúng trong việc dạy con cháu trong gia đình, trong hội thánh chưa? Xin cho con đi đường Ngài, gian nan đường hẹp nhưng đầy hồng ân, vâng phục ý Chúa bội phần, vượt qua giông tố, bước chân vững vàng. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày
và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.